Ngày 28 tháng 7, một vụ cháy xe tải chở dầu đã xảy ra tại xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khiến hai người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 28 tháng 7, xe tải chở một số thùng phi xăng dầu trên quốc lộ 1 khi đến đoạn xã Vạn Phước bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế đã điều khiển xe chạy vào một bãi đất trống bên cạnh quốc lộ 1, bung cửa thoát ra ngoài. Lúc này những thùng phi chứa xăng dầu trên xe bốc cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc xe. Lửa lớn bốc cao cũng khiến dây điện trung thế phía trên bị đứt, rơi xuống quốc lộ 1. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Hữu V, 59 tuổi, trú tại xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, đã chạy đến đưa dây điện bị đứt ra khỏi khu vực. Tuy nhiên lúc này do sơ ý, ông V đã bị điện giật tử vong. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân sự cố. Vụ hỏa hoạn khiến ô tô tải bị thiêu rụi, cháy trơ khung sắt, tài xế bị bỏng nặng được đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.